Shop của Tùng Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em. Cảm ơn tất cả quý anh em đã theo dõi video clip này của Shop Trần Đạt nha. Thì hôm nay mình quay trở lại với anh em bằng một cái sản phẩm, đó là một sợi dây xăng có luôn lọc xăng và có viền cao su lọc xăng đời 99 nha anh em nha. Thì cái cọng dây này, thứ nhất là nó rất là hiếm, thứ hai là chất lượng của nó rất là tốt. Thì nó như thế nào và tại sao mà nó hiếm thì mình sẽ quay cho anh em coi kỹ và nói rõ lý do cho anh em tại sao anh em mình nói cái này nó hiếm và tại sao anh em nên mua. Đầu tiên là bình thường anh em sẽ thấy là nếu mà cái lọc xăng của các cái đời xe như là Rimway sau này thì nó chỉ có cái cục lọc này thôi. Nó chỉ có cái cục lọc này nha, nó chỉ có cái cục lọc màu trắng này thôi này. Đấy, nó không có cái cục chụp cao su phía bên ngoài, đúng không ạ? Đúng không? Chính xác chưa? Nhưng những cái đời như là Way 210, Way 100, Rim Thái đời 99 nó sẽ có cái cục lọc cao su chụp này ha. Thì cái cục này nó có tác dụng gì không? Thì nó sẽ bắt lên xe của chúng ta và nhìn nó thẩm mỹ hơn. Đó. Và nó đúng đời, hiểu không? Như là cái này thì nó xịn. Đấy, thứ hai là dây xăng sẽ là dây xăng chỉ đỏ nha anh em nha. Bình thường anh em sẽ thấy dây xăng zin nó sẽ là chỉ đỏ, nhưng mà nếu anh em thay dây xăng Việt vô thì nó sẽ là dây xăng trơn, không có chỉ đỏ nha. Dây này nó sẽ có chỉ đỏ và kèm theo đó là một cái phần này. Phần này thì gọi là cái phần bảo vệ chống gãy nha anh em nha. Phần này sẽ chống gãy nha anh em ha. Đó, như vậy nó sẽ đỡ gãy hơn cho anh em. Đầu của nó thì sẽ có các cái phe để anh em cài cho nó chắc vào này. Đây, đầu nó sẽ có các phe cài cho chắc vào nha. Đó, thì bình thường nếu như anh em để ý thì cọng dây xăng này gần như là chả ai thay bao giờ. Thì chính vì không ai để ý tới nó cho nên là đôi khi anh em để ý là xe của anh em nó hay có một số cái mùi xăng. Chúng ta không có bình xăng con nhìn vào nó không chảy xăng, nhưng mà xe anh em nó lại có cái mùi xăng, kiểm tra thùng xăng thì cũng không phải bị lủng. Thì đó là lý do là bởi vì sợi dây xăng này xài lâu anh em thì nó sẽ có hiện tượng bị nứt, bị nứt ra và nó sẽ rò rỉ xăng ra. Thì nó không có nhiều nhưng mà nó có rò rỉ thì xe anh em nghe cái mùi xăng, và đặc biệt là xe mà nó chạy xăng ra thì mình nói thẳng là nó rất là nguy hiểm. Khi mà anh em gặp những cái vấn đề như là lửa hoặc là trời nó quá nóng thì nó rất là nguy hiểm, dễ gây chập cháy anh em nha. Nó phục lửa lên nó sẽ cháy xe, mà riêng cái xe mà cháy là không dập được luôn, tại vì nó xăng anh em, gần như là không có dập được. Thì em chúng ta nên quan tâm đến sợi dây xăng hơn. Và nhiều anh em thì chúng ta cũng thấy đó, nhiều lúc xe anh em dây xăng nó cũ quá rồi, anh em cũng nên thay một sợi khác để thứ nhất là chạy nó đỡ bị tình trạng rò rỉ xăng, thứ hai là nó dãy gãy gập dây xăng ha. Em ta thay vô, và đặc biệt là cái lọc của anh em, nhiều lúc cái lọc nó đã cũ quá rồi anh em, thì anh em cũng nên mua một sợi khác để anh em thay vô để cái lọc này nó lọc xăng nó tốt hơn, nó không có bị tình trạng mà nghẹt. Hoặc là nhiều anh em thấy xe anh em, ủa sao bình xăng nó chạy rất là ngon nhưng mà nó cứ hộp kiểu gì, trong khi mình chưa chạm, chưa phục hồi bao giờ. Thì đôi khi là do cái lọc xăng này nó lọc không có tốt nha anh em nha. Đó, dây xăng này là dây xăng chỉ đỏ của Thái nha. Thì một sợi này giá của nó sẽ là 80.000, gồm dây xăng kèm theo lọc xăng cho anh em luôn. Đây, dây này là dây Thái nha anh em nha. Cam kết với anh em là dây Thái luôn. Ở Việt Nam anh em kiếm thì gần như không có nha. Đó, thì cái giá là 80.000 một sợi. Anh em là chúng ta cần thì anh em có thể liên hệ với mình. Còn anh em nào mua trên 5 sợi thì giá rất là tốt cho anh em luôn rồi nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha. Cảm ơn quý anh em đã xem theo dõi video rất là nhiều.